Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với podcast Intelligent Money, đồng tiền thông minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vừa hấp dẫn vừa đầy rủi ro, sử dụng margin trong đầu tư chứng khoán. Trước khi bắt đầu tập podcast ngày hôm nay, mình xin có phần disclaimer trước. Chỉ nên sử dụng margin khi bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm. Nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm thì hãy cùng nhau xem hết video để biết tại sao bạn chưa nên sử dụng. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, margin là gì? Margin là giao dịch ký quỹ. Hay nói một cách đơn giản, margin chỉ việc nhà đầu tư sử dụng các khoản vay từ công ty chứng khoán để mua thêm cổ phiếu. Ví dụ bạn có số vốn 100 triệu, bạn dự định dùng khoản tiền này để đầu tư chứng khoán. Bạn nộp số tiền này vào tài khoản chứng khoán để tiến hành các giao dịch. Kế đó, bạn thấy cơ hội lớn từ cổ phiếu XYZ, bạn muốn mua nhiều hơn nhằm gia tăng lợi nhuận. Bạn vay thêm 40 triệu từ công ty chứng khoán để tăng sức mua. Lúc này, sức mua của bạn là 140 triệu. Vậy, bản chất của margin là gì? Margin là nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư chứng khoán. Margin giúp bạn tăng sức mua, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro. Nếu cổ phiếu tăng giá, bạn sẽ có lãi lớn hơn. Nhưng nếu cổ phiếu giảm giá, khoản lỗ của bạn cũng sẽ lớn hơn so với việc chỉ sử dụng vốn tự có. Câu hỏi kế tiếp là vì sao margin lại hấp dẫn đến như vậy? Hay tại sao nhiều nhà đầu tư lại quan tâm đến margin như vậy? Margin mình nghĩ giống như một liều adrenaline cho danh mục đầu tư của bạn. Nó mang lại cảm cơ hội tăng lợi nhuận một cách nhanh chóng. Hãy nghĩ đến cảm giác phấn khích khi bạn thấy giá cổ phiếu tăng và lợi nhuận của bạn cũng tăng vọt. Nhưng hãy nhớ rằng sự hấp dẫn này đi kèm với rủi ro. Để hiểu rõ hơn, mình giả sử bạn có 100 triệu đồng. Mình minh họa cho hai trường hợp. Tài khoản thường bên trái, tài khoản không sử dụng margin. Tài khoản margin bên phải, tài khoản mua cổ phiếu có vay thêm. Tài khoản chứng khoán thời điểm ban đầu của bạn như sau. Cả hai tài khoản đều có lượng tiền mặt là 100 triệu. Với tài khoản thường, bạn mua cổ phiếu XYZ, hết sức mua của tài khoản là 100 triệu. Ghi chú, để minh họa đơn giản, mình tạm bỏ qua phí giao dịch và phí lưu ký. Lúc này, tổng giá trị chứng khoán đang nắm giữ của bạn là 100 triệu. Với tài khoản bên phải, tài khoản margin, bạn bắt đầu mua cổ phiếu XYZ và cổ phiếu này có tỷ lệ margin là 40%. Bạn mua hết hạn mức này, full margin là 140 triệu. Lúc này, trong tài khoản chứng khoán của bạn sẽ thể hiện như sau. Tổng giá trị chứng khoán bạn đã mua là 140 triệu. Trong đó, tổng nợ là 40 triệu. Tài sản ròng của bạn lúc này, tài sản thực có của bạn ấy sẽ bằng là tổng giá trị chứng khoán cộng với tiền mặt trừ đi tổng nợ, tài sản ròng lúc này của bạn là 100 triệu. Giả sử sau 80 ngày nắm giữ, cổ phiếu XYZ của bạn tăng 20%. Với tài khoản thường thì tổng giá trị chứng khoán của bạn từ gốc là 100 triệu lên thành là 120 triệu, lãi 20%. Tài khoản margin thì tổng giá trị chứng khoán của bạn lúc này là từ 140 triệu tăng 20% lên thành 168 triệu. Vậy lãi thực là bao nhiêu? Vậy lãi thực thì mình phải tính lại tài sản ròng, đúng không? Tài sản ròng như mình nói hồi nãy là bằng tổng giá trị chứng khoán cộng với tổng tiền trừ đi tổng nợ. Và tài sản ròng lúc này của bạn là 127 triệu 123 ngàn. Tức là như vậy bạn có thể thấy việc sử dụng margin để tăng sức mua trong cùng một thời điểm với cùng một số tiền có thể giúp bạn có lợi nhuận tốt hơn so với việc bạn chỉ sử dụng tài khoản thường. Nhưng mà, cẩn thận, đó là trường hợp khi chúng ta sử dụng margin và có lãi. Sau đây mình xin trình bày một vài cái để mình cùng với nhau mình nhìn có góc nhìn nó đa chiều hơn. Đời không như là mơ. Quay xe 1. Nếu bạn sử dụng margin và lỗ thì chuyện gì xảy ra? Mình lại giả sử sau 80 ngày nắm giữ cổ phiếu bạn đang nắm giữ giảm 20%. Lúc này, tài khoản thường của bạn tổng giá trị chứng khoán giảm 20 triệu chỉ còn lại là 80 triệu. Tài khoản margin do có vay 40 triệu để đầu tư thêm thì tổng giá trị chứng khoán lúc đầu là 140 triệu, giảm 20% là chỉ còn là 112 triệu. Vậy tài sản ròng thực có của bạn lúc này là còn bao nhiêu? Bằng tổng giá trị chứng khoán cộng với tiền mặt trừ đi tổng nợ gốc. Mình chưa có tính vào lãi nghe là tài sản ròng lúc này của bạn là 72 triệu. Bạn bị lỗ 28% so với là chỉ 20% nếu không sử dụng margin. Trong trường hợp nếu bạn bị lỗ và muốn chờ cho cổ phiếu tăng giá trở lại thì bạn sẽ phải gồng lỗ. Mà lỗ gồng lỗ càng lâu, lãi tính càng nhiều, cắn vào phần tiền gốc mà bạn đầu tư ban đầu. Đây là khi mà lãi vay margin bắt đầu gây sát thương một cách từ từ cho tài khoản. Với lãi qua đêm, lãi cuối tuần. Giả sử sau 80 ngày nắm giữ cổ phiếu bạn nắm giữ như ví dụ hồi nãy là giảm 20% và lãi vay margin là 10% một năm. Rồi, cùng với nhau tính thử tiền lãi. Lãi sẽ bằng dư nợ gốc nhân với lãi suất, nhân với số ngày vay thực tế,
bao gồm cả ngày lễ, Tết và cuối tuần, chia cho 365. Phần lãi này mình tính ra là khoảng là 876.000. Vậy tài sản ròng của bạn tương tự là bằng tổng giá trị chứng khoán cộng với tiền mặt trừ đi tổng nợ gốc và lãi, lúc này chỉ còn là 71.1 triệu. Vậy sử dụng margin trừ đi lãi thì tài khoản của bạn đang bị lỗ là âm 28.9%. Kế đến, bạn gồng lỗ quá lâu, càng gồng càng lỗ. Cổ phiếu mà bạn mua đã lỗ quá mức cho phép. Bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ công ty chứng khoán yêu cầu tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để duy trì một tỷ lệ an toàn. Trong tiếng Anh, thuật ngữ này còn được gọi là margin call hay là lệnh gọi ký quỹ. Và rồi, chuyện gì phải đến cũng đến. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi uống cà phê thì nhận được thông báo bán giải chấp tài khoản ngày bán 27 tháng 5 năm 2024, khách hàng cần nộp 32 triệu. Thật là ác mộng đúng không? Công ty chứng khoán yêu cầu bạn nộp thêm tiền hoặc bán bớt cổ phiếu để giữ tỷ lệ vay an toàn. Nếu bạn không nộp đủ tiền, họ sẽ bán cổ phiếu của bạn ở mức giá thấp không mong muốn. Bạn sẽ được công ty chứng khoán bán cổ phiếu của mình mà không cần thông qua ý kiến hoặc sự đặt lệnh của bạn. Bán bất chấp, bán với bất kỳ giá nào trên thị trường. Ép phải bán để trả tiền margin mà bạn đã trót vay. Còn tiền gốc của bạn thì kệ thôi, thu hồi được nợ càng nhiều càng tốt đã. Và trong tiếng Anh, hành động này gọi là forced sales, hay tiếng Việt dịch nôm na là bán giải chấp. Vậy ưu nhược điểm của việc sử dụng margin là gì? Ưu điểm: tăng khả năng sinh lời. Với margin, bạn có thể mua nhiều cổ phiếu hơn và thu về lợi nhuận lớn hơn nếu cổ phiếu tăng giá, như ví dụ mình có minh họa ở trên. Và nắm bắt cơ hội ngay, khi nhận thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn nhưng không đủ vốn, bạn có thể dùng margin để nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi thị trường tăng trưởng. Thêm nữa, margin giúp bạn duy trì tính thanh khoản cao hơn so với việc phải bán cổ phiếu đang nắm giữ để có vốn đầu tư vào cổ phiếu khác, cơ hội khác. Ngược lại, có ưu thì cũng phải có nhược. Nhược điểm của đầu tư mà sử dụng margin là gì? Là rủi ro thua lỗ. Nếu cổ phiếu giảm giá, khoản lỗ sẽ lớn hơn so với việc sử dụng vốn tự có. Vay thì đi kèm với lãi suất, và lãi suất này có thể làm giảm lợi nhuận của bạn. Cái kế đến, mình nghĩ đây là nhược điểm cũng cần phải lưu ý. Sử dụng margin có thể gây một áp lực tâm lý rất là lớn, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh. Và điều này, tâm lý cao, tâm lý lớn, gánh nặng tâm lý, nó sẽ khiến bạn đưa ra những quyết định không sáng suốt. Tóm lại, việc sử dụng margin trong đầu tư chứng khoán có thể là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận khi cổ phiếu tăng trưởng, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao, tài sản của chúng ta hoàn toàn có thể bốc hơi một cách nhanh chóng khi cổ phiếu giảm mạnh. Do đó, margin thường được các nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng khi thị trường uptrend. Còn đối với phần lớn nhà đầu tư, mình nghĩ khi lựa chọn margin cần tính toán kỹ về thời điểm sử dụng cũng như phân tích kỹ càng để lựa chọn được cổ phiếu phù hợp. Đừng quên nhấn nút like, subscribe và chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ kênh Intelligent Money. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo và cảm ơn bạn đã lắng nghe. Intelligent Money thuộc Học viện Kỹ năng AYP được sáng lập bởi anh Nguyễn Hữu Trí, nơi cung cấp kiến thức tài chính và đầu tư từ cơ bản đến chuyên sâu. Các khóa học tài chính và đầu tư cơ bản của chúng tôi bao gồm khóa học quản lý tài chính cá nhân và đầu tư cơ bản Intelligent Money, khóa học đầu tư chứng khoán thông minh The Intelligent Investor, khóa học đầu tư chứng chỉ quỹ dành cho người bận rộn. Kiến thức trong khóa học được diễn giải đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức về tài chính. Được giảng dạy bởi đội ngũ trainer giàu kinh nghiệm, đầu tư thực chiến trong hơn 20 năm, đội ngũ trợ giảng đồng hành hỗ trợ học viên xuyên suốt trong quá trình học. Bên cạnh đó, học viên sẽ được tham gia vào cộng đồng tài chính cá nhân để cùng trao đổi, học hỏi, gặp gỡ và bàn luận những vấn đề liên quan đến đầu tư. Intelligent Money, giàu có hơn để hạnh phúc hơn.